Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Vinh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai nha quý vị. Đây, chào Vinh. Rồi, xin chào anh Tấn, xin chào cô chú anh chị đang mê mai vàng ha. Rồi hôm nay con tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị khoảng ba mấy cây giảo hạt cứu đất nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình xem clip được ủng hộ con như những clip vừa qua nha cô chú anh chị mình ơi. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều luôn ha. Rồi. Để nói tiếp mã số tiếp theo là mã 75 nha cô chú anh chị. Rồi. Để khỏi trùng clip ha. 75. Rồi, thông số nó lần. Rồi chiều cao 30. Hoành em này 18 hoành ha. Nói chung mấy cây đầu clip làm giáo khuyến mãi cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó. Tay cành nè. Tay cành nè. Đẹp mình ha. Mình đây. Lực nè. Cũng tuyệt luôn ha. Cây này mầm xanh cực mạnh luôn. Để đây. Đó. Để đặt ra ha. Giá sao em? Rồi 75 nè, em giao lưu 200 nha cô chú anh chị. 200 cái gì? Đó, xuống cực cây luôn. Rẻ ha. Đó. Rồi 76 đều đinh nha cô chú anh chị. Chiều cao là tắc 7 ha. Đó, hoành là 17. Cái nồi đế bự chán luôn. Cái nồi đế em này là 94 nha cô chú anh chị. Đó, 17 hoành. Giá sao em? Rồi, cây này em giao luôn 170.000 nha cô chú anh chị hôm nay. Ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 77 luôn ha. Rồi, chiều cao 20 ha. Đó, hoành là 21 hoành nha cô chú anh chị. Để đây. Khối đặc luôn rồi quý vị. Rồi mã 77 này em vô luôn 250 ha. Rồi xuống cây luôn 250. Đây em lên mã 78 nha cô chú anh chị. Quá xa đế quý vị. Đó, chiều cao ở chiều dài em này là 20 nha cô chú anh chị. Đó, hoành là 18 ha. Để này anh chị bên đây. Quá sức hình đế ha. Rồi 220 luôn cô chú anh chị bên đây. 220. 220 cho mã 78 nha. Xuống cây luôn. 9 cặp. 9 cặp nha cô chú anh chị ơi. Em lấy cây ca thấp nhất đi, 50. Rồi một cây hoành 19 nha cô chú anh chị. Cây này hoành 17 ha. Rồi, xay luôn. Em nghe dán với cành ở trước đây ha. Rồi để đây quý vị. À, để qua đây. Rồi mã 79 em giao lưu cặp này 300 ha. Rồi cặp có 300 thôi gì. Rồi xuống cây luôn. À, tất cả các cây báo giá trên clip đã bao sóng và bao ship cho quý vị mình toàn quốc rồi đó quý vị. À, giá mềm xèo bao ship rồi. À, 80 có một cặp ha. Cái này hoành 15 nha cô chú anh chị. Rồi cái này 16 ha. Rồi này cô chú anh chị tham khảo nồi đế ha. Đế nè, đế đặt hết trơn. Khối đế gươm cứng luôn. Rồi, giá sao đây em? Rồi cặp này 300 nha cô chú anh chị ơi. Cặp 80 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên 81 một cặp nữa ha. Okay, tiếp tục cặp nữa cô chú anh chị ơi. Cái này 19 hoành ha. Cái này 16 hoành nha cô chú anh chị. 16, 19 mà để nó có gì. Để cái nào cái nấy là khỏi chê luôn cô chú anh chị ơi. Nó bít bầu hết nha. Cứng đế trần ha. Về là đóng 3 bo là lên tiền nha cô chú anh chị. Rồi, giá sai. Rồi cặp này 300 ha. 300. 81. Rồi, xuống cây luôn. Rồi tiếp tục một cặp giá hữu nghị luôn nè mấy anh ơi. À. Nó chắc hoành to. 21 hoành. 1. 17 hoành ha. 1 hoành mà nhìn thấy to dữ rồi. Cây 21 hoành, cây 17 hoành, mã 82 này cặp nệm giao lưu 250 ha. Rồi, 250 cặp luôn. Chúng ta có 125.000 cây mấy anh ơi. Ba bao sống bao ship nữa với tiền cây nữa hết trần mất tiêu luôn. Rồi, xuống cây luôn. Đây tiếp tục mã 83 nha cô chú anh chị. Rồi, tới mấy cây lẻ nha cô gì. Chiều cao 60 ha. Hoành là 18 hoành nha cô chú anh chị ơi. Hoành 18. Tay cành mình chị tham khảo tay cành ha. Đây. À, đế dưới này quý vị ơi. Đế là bít bầu hết mấy anh ơi. Đế như sắp đế vậy mấy anh chị bên đây. Này vậy gì sắp tặng lần nữa là ok lắm á. Rồi, giá sao đây? Rồi mã 83 này em vô luôn 250 ha. Rồi 250. Rồi xuống cây luôn. Đế qua xa đế chứ kìa. Khối đặt luôn. 84 ha. Chiều cao 40. Hoành neo này 18 hoành nha cô chú anh chị ơi. Thôi đế. Tổng nguồn nồi đế em này là 83 ha.
luôn. Cực kỳ đẹp cái bộ đế này nè anh chị mình ơi. Mã tâm 4. Giá sao em? À, mã tâm 4 này 300 nè mấy anh ơi. 300 gì? Siêu rẻ. Xuống cây luôn. Rồi 85 luôn ha. Rồi chiều cao 50. Hoành em này là 17 hoành nha cô chú anh chị. Xe luôn, 17 hoành. Hai cành đẹp luôn. À. Đế là quý vị đây đặt ha, đầu đặt có nè. Đầu lực có luôn. Rồi mã 85 này em giao luôn 250 nha cô chú anh chị. 250. Rồi, xuống cây. Bắt cây mới luôn. 86. Rồi chiều cam này là 40 ha. Hoành em này là gần 20 tính 19 hoành luôn. Rồi. Đế cộng nào hôm nay là lực lực không à anh chị. Đây. Anh chị ơi. Đều tứ diện hết ha. Này đóng khối đóng mít cái bầu ở trần. Rồi, giá sao em? Bị ho. Mã số 86 này em giao lưu của chú anh chị 300 thôi. Rồi, 300. Đó, rẻ ghê nha cô chú anh chị. Xuống cây luôn. 87 luôn. Rồi, chiều cao 50 ha. Hoành em này là 21 hoành nha cô chú anh chị. Em trực tay cành đều. Đó, đế dưới một nồi đế bự chảng. Khối đế luôn. Đế quá dữ nha mấy anh ơi. Đế đẹp quá đây có gì nè. 21 hoành. Giá sao em? Rồi mã 87 nè em giao luôn cô chú anh chị 350 ha. Rồi. Đó, tay cành đều đẹp luôn mấy anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. 88 ha. Rồi, chiều cao 80. Hoành eo 23 hoành nha cô chú anh chị ơi. 23 hoành. Rồi, để đây quý vị. Này nguyên cái bị lưng quá sao bị lưng ha. Mã 88 nha cô chú anh chị mình ơi. Lưng. Đế này mấy anh chị. Hình như hôm trước nó cũng có để chịu ngay cho trước luôn ha anh chị. Có, đúng rồi anh. Đây. Đây nè. Quý vị đó. Có luôn ha. Có để chịu trước luôn nha quý vị. Hai cộng để chiều trước luôn. Rồi giá sao đây? Rồi mã 88 này em vô luôn 250 ha. Rồi 250 xuống cây luôn. Rồi 89. Chiều cao 50. Hoành là 18 hoành nha cô chú anh chị. 18 hoành. Để đẹp nhưng quý vị. Để nó bấu 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 đều trên nè. Kính ha. Rồi mã 89 em giao lưu 250 nha cô chú anh chị ơi. Đó, xuống cây luôn, 250. Đó, 90. Chiều cao 30. Hoành eo năm nay 20 hoành nha cô chú anh chị. Đây là không. Rồi mã 90 này em giao lưu 200 luôn mấy anh ơi. Rồi, 200 vậy. Đó, là xuống cây luôn. 11. Rồi chiều cam này 60 nha cô chú anh chị. Hoành eo em này là 17 hoành ha. Rồi, tay cành đều luôn, 17 hoành. Tay cành gì đó ok rồi ha. Rồi xuống nồi đế còn ok hơn nữa nè anh cô coi. Để đặt đó luôn. Rồi mã 91 này em giao lưu 208 ha. Rồi, dạ cũng ok quá đây. Rồi xuống cây. Rồi mã 92 cô chú anh chị ơi, cao 40. Hoành em này 20 hoành nha cô chú anh chị. Rồi, này gì nữa, chơi cái tông bài ra ha. Chơi văn bài ra. Để ha. Rồi, mã 92 này em giao lưu 200 nha cô chú anh chị. 200 dòng, ha. Dòng để nó đi. 200 quý vị, rồi, xuống cây luôn ha. Rồi, 93. Rồi, chiều cao 80 ha. Hoành em này 19 hoành nha cô chú anh chị. Tại cành cũng đặc lắm nha quý vị. Để áp sát coi những cái đồng tay cạnh. Đó. Đầu đặt nó có ha. Thế đây. Đó. Để đẹp luôn mấy anh ơi. Kinh đế quá nè. Rồi mã 93 này em giao luôn 250 ha. Rồi 250. Rồi xuống cây luôn. 94 thân vẽ lắc ha. Tay cạnh đặt. Rồi ra. Chiều cao 70. Hoành em này 17 hoành luôn. Em nghĩ thân cành của gì đây à, co lắc tay cành này ha. Đó. Để đây cả để qua đây của gì. Rồi mã 94 nè em giao lưu 200 luôn cô chú anh chị. Rồi 200 của gì ơi, giá yêu thương luôn.
Rồi, 95, tiếp tục mã 95 ha. Rồi chiều cao 80. Hoành eo 23 hoành nha cô chú anh chị. Rồi. 53 hoành. Để đây quý vị. Để cực kỳ luôn nha. Đó. Cứng bầu luôn ha. Rồi mã 95 nè em vô luôn cô chú anh chị 300 ha. Đó, để cứng bầu luôn, 300.000 quý vị. Cực kỳ dễ chơi cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Cây mới luôn. Rồi chiều cao 40 nha cô chú anh chị. Số 96. Hoành eo 20 luôn. Rồi, 20 hoành. Để đây à quý vị. Rồi, giá sao đây em? Rồi 250 cho cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây luôn, 250. 97 luôn. 97 luôn. Này hoành bự đây. Chiều cao 80 ha. Hoành eo này 27 hoành cô chú anh chị ơi. 27 hoành. Đây quý vị ngắm nghe kỹ tay cành trước đi ha. Đây tay cành nè. Đó, tay cành vậy là vừa chơi lắm rồi ha. Đó. Hoành 27, còn để đây quý vị. Đấy lực ha. Rồi mã 97 nè em giao luôn cô chú anh chị 550 ha. Hoành to giá nhỏ nha. 27 hoành nha cô chú anh chị. 550. Rồi, xuống cây luôn. 27 hoành mà tiền cây, tiền ship nữa. Đây mã số 98. 550. Chiều cao là 60. Hoành em này là 18 hoành nha cô chú anh chị. Đều ha. Đế nè, nguyên khối cũng đặt kẹo đế trên cũng vậy nè. Bự không nè ha. Rồi mã 98 nè em giao luôn cô chú anh chị mình 300 ha. Rồi xuống cây luôn 300.000. 19 luôn ha. Cây bài. Chiều bài 40 nha cô chú anh chị. Hoành là 18 nha cô chú anh chị ơi. Mã 99 ha. Nghĩa để như nào quý vị. Rồi cái bài đem Zalo 200 hả mấy anh? Rồi 200. 200 mã số 99 ha. Rồi, cây luôn. Số 1. Trăm, mã số 100, chiều cao là 30. Hoành eo là em này 20 hoành nha cô chú anh chị mình ơi. Mã số 100. Giá cực kỳ rẻ. Để đây. Rồi mã số 100 nè em Zalo 220.000 ha. Để nè. Rồi 220. Nó về chơi đổ được nha mấy anh chị. Ok. Rồi, xuống cây. Rồi, 101 nha cô chú anh chị. 101. Cái này hoành to nhưng bị lỗ trên lưng ha. Chơi cái chiều cao 40. Cành hồi lại luôn ha. Hoành là 27 hoành luôn. Chứ đường hồi lại nhìn đẹp cây quá đây quý vị. 27 hoành nha cô chú anh chị. Đó có bị lỗ trên lưng nha. Nè. Để nè. Để đặt hết trơn nha quý vị. Hôm này đế nè, ok. Rồi mã 101 nè em Zalo 400 ha. Trường thân cũng đẹp ha, 400. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên 102 nha cô chú rồi, anh chị ơi. 102. Chiều cam nè em lấy 50. Hoành thân em lấy 20 hoành ha. Rồi, xây luôn. Nghĩ kỹ nha quý vị. Rồi, mình xuống đế nha quý vị. Này, xuống nồi đế nè anh chị ơi. Để đây. Rồi, đó, đế cực này kỳ ha. Đó quý vị nghe ngắm kỹ hàng đế đỏ trên nè. Đó, đặt hết trơn. Rồi 102 nè em Zalo 350 nha cô chú anh chị. Rồi, 350. Rồi, xuống cây luôn. 103 ha. Đây 103. Chiều cao này là 40. Hoành là 18 hoành nha cô chú anh chị. Rồi, 18 hoành. Rồi, để luôn đây. Đó 103 nè em vô luôn 170.000 ha. Rồi 170. Rồi xuống cây. Đây tiếp tục là 104 nha cô chú anh chị. Rồi 104. Chiều cao 50 ha. Hoành em này 20 hoành nha cô chú anh chị ơi. Hoành 20. Đế này anh chị ơi, gấu cực kỳ, đế nơm sổ cực kỳ đẹp nha. Còn vòng nữa đi ha. Đây đây, cô chú anh chị tham khảo kỹ ha.
Rồi mã 104 này em vô lưu 350 ha. Rồi 350. Rồi, xuống cây luôn. Đây tiếp tục 105 của chú anh chị ơi. Chiều cao 40 ha. Hoành em này 22 hoành nha cô chú anh chị mình đây. Đây cũng kinh đế ha. Còn bự. Giá sao em? Rồi 105 này em giao logo chú anh chị 230 thôi. Rồi 230 ha. Rồi ghi 250 bớt luôn. Bớt 20 luôn. Chục uống cà phê với em luôn. Rồi 106 nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao 40. Hoành là 19 hoành ha. Rồi 19 hoành. Rồi để đây quý vị. Bệ đế nè. Cực kỳ nha cô chú anh chị ơi. Chòm chống chịu đầy đủ ha. Em đo cái tổng cái nồi đế ở tổng cái đế bầu cái ha. Tổng cái bầu. Tổng cái bầu nó 100 nha cô chú anh chị ơi. Bầu rất là to nha. Cũng khéo khéo đế ha. Rồi 106 này em cho lưu 250 ha. Rồi xuống cây luôn, 250. Rồi cây cuối clip luôn nè em ơi. 107 ha. 107. Giá siêu rẻ luôn. Rồi chiều cao 80. Hoành neo là 19 hoành ha. Rồi 19 hoành. Rồi cây cứu clip phiến mãi cho cô chú anh chị mình luôn ha. Tay cạnh nè. Đó, chậm 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 chậm. Chậm chậm để theo tay cạnh đó cái dịch. Đây. Nhanh quá cái gì. Đó. Nói chung tay cạnh là đều tứ diện hết mấy anh ơi. Rồi xuống theo xuống đế về giá. Đế là khối luôn. 200 ha, mã 107. 200 mà. Đó, cây cuối clip phiến mãi nha. Quay kỹ cho quý vị nha. Rồi, chào lời gì không em? Rồi, con cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ con ha. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Rồi, xin chào hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.